ác bệnh về sinh lý nam không chỉ liên quan đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng nhiều hơn đến sự tự tin hạnh phúc gia đình nếu không điều trị sớm và đúng cách yếu sinh lý có thể gây ra nhiều hệ quả nghiêm trọng như suy gan suy thận gây vô sinh sản phẩm xuân dược vương là sản phẩm tâm huyết của thạc sĩ nguyễn xuân giao nguyên trưởng khoa đông y thực nghiệm bệnh viện y học cổ truyền trung ương với hơn 30 năm kinh nghiệm và sự đam mê, nhiệt tâm với nghề, ông đã có cơ duyên được kết hợp nghiên cứu cùng với các giáo sư về phương pháp trị liệu các vấn đề nam khoa và cho ra đời chế phẩm đặc hiệu này. Dòng sản phẩm Xuân Dược Vương phân chia thành 3 loại, góp phần điều trị theo các hướng riêng biệt đối với từng tình trạng của bệnh nhân. Sản phẩm có 21 vị thuốc tiền chọn kỹ trước khi đưa vào sản xuất như cây nhục dung cam túc sâm cau, nhung hưu, ba kích đông trùng hạ thảo, có tác dụng bổ thận tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý. Làm chậm quá trình mãn dục nam, với bài thuốc từ đông y kết hợp y học hiện đại, xuân dược vương giúp cải thiện sức khỏe sinh lý. Đồng thời cung cấp các dưỡng chất cần thiết mang lại sức khỏe, sự dẻo dai cả thể chất lẫn tinh thần cho nam giới. Đây là sản phẩm đi đầu trong ngành dược phẩm tại Việt Nam có sự kết hợp hoàn hảo giữa đông y cổ truyền và tây y hiện đại. Cũng bởi vậy mà Xuân Dược Vương được rất nhiều nam giới lựa chọn và tin dùng. Bài viết ngày hôm nay mình sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin về Xuân Dược Vương. Cụ thể bạn sẽ biết được thông tin quan trọng như Xuân Dược Vương giá bao nhiêu tiền. Xuân Dược Vương mua ở đâu? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Xuân Dược Vương giá bao nhiêu tiền? Thời điểm mới tung ra thị trường Xuân Dược Vương có giá lên tới 1 triệu 780 nghìn đồng nhưng bạn đừng lo lắng. Trong tháng này đang có ưu đãi giảm giá chỉ còn 1 triệu 580 nghìn đồng. So với hiệu quả mà nó mang lại thì với giá này không hề đắt một chút nào. Mọi thông tin thêm về sản phẩm các bạn nên xem trực tiếp tại website chính thức để biết thêm chi tiết. Mỗi sản phẩm đều có mã vạch để chống hàng giả, hàng nhái. Khi khách hàng sử dụng và trách mã vạch sẽ hiển thị ra hình ảnh của sản phẩm. Một điểm cộng nữa cho website này là các nhân viên tư vấn rất giàu chuyên môn, dễ thương, quan tâm đến người mua hàng. Sau khi đặt hàng xong, bạn sẽ được giao hàng tận nơi và thanh toán khi đã nhận hàng. Việc có thể mua hàng trực tuyến sẽ giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức. Xuân dược Vương mua ở đâu? Bạn nên đặt mua Xuân dược Vương trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất. Để lại thông tin liên hệ, chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm Xuân Dược Vương. Sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng. Bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà. Nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm, đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ. Nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm, lưu ý, hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng. Không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng, để có thể mua được Xuân Dược Vương chính hãng tránh những sản phẩm giả mạo trôi nổi trên thị trường, mình khuyên các bạn hãy đặt mua qua website chính thức của Xuân Dược Vương để có thể yên tâm nhất về chất lượng sản phẩm cũng như giá cả đã được niêm yết. Lưu ý, sản phẩm không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, hiệu quả nhanh chậm khác nhau còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người.